Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại rất là vui các bạn ơi. Tôi lại quay trở lại để tôi chia sẻ với quý vị và các bạn một cái con máy nén khí mà chúng tôi vừa mới bán cho khách hàng và tôi vừa lắp đặt xong các bạn. Thì đây là một con máy nén khí Hershey các bạn nhé. Con này thì thực ra là đời nó cũng không được cao lắm, cơ mà về chất máy của dòng Hershey á, thì những cái dòng máy nén khí của Hershey kiểu như thế này á thì chạy cực kỳ tốt các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Tôi mở tung vỏ ra mà hiện tại thì cái dây loa nó hơi bị trùng một chút xíu, nữa thì chúng tôi sẽ cân chỉnh ngay thôi. Nhưng mà về chất lượng máy của dòng Hershey mà cái đời kể cả những cái đời mới bây giờ các bạn ạ thì chạy cũng không thể bằng những cái dòng mà đời kiểu máy thùng vít của Hershey kiểu như này được các bạn. Con này chạy cực kỳ khá là tốt, lưu lượng cũng rất là tốt và cái chất máy thì chạy cực kỳ tốt. Việc mà bảo trì bảo dưỡng cũng rất là thuận tiện, nọc tách ngoài đều làm ngoài hết rồi các bạn. Thì và bây giờ thì tôi sẽ vào để tôi giới thiệu với các bạn cái dòng máy nén khí Hershey này các bạn nhé. Hitachi đây các bạn này, hai screw thì cái này là cái ký hiệu của hãng Hitachi rồi, 22 đây là 22 kW hay là 30 ngựa đấy các bạn. Trong miền Nam hoặc trong một số cái tỉnh miền Trung thì các bạn gọi là 30 ngựa. Ở đây thì một lúc nữa thì tôi sẽ vào cận cảnh cho các bạn cái tem mác của con máy nén khí Hitachi này các bạn nhé, và tôi sẽ phân tích cho các bạn là tại sao mà con này thì trước đây là sử dụng cho cái thị trường nội địa của Nhật các bạn. Người ta sử dụng điện áp là 220 3 pha và cái tần số ở bên Nhật là 60Hz. Và một lúc nữa thì tôi sẽ review cho các bạn một chi tiết cái tem mác của con máy nén khí này. Về cơ bản về máy nén khí thì thực biết thì các bạn cũng vào cái kênh của tôi thì các bạn cũng rất là biết rồi. Tôi chia sẻ rất là nhiều những kiến thức về máy nén khí trên cái kênh YouTube là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị công nghiệp Vân Long. Và hôm nay thì ở đây thì một cái con Hitachi này đời cũng không quá cao, nhưng mà với những cái dòng máy thuộc huyết của Hitachi ấy, thì tôi sau một quá trình mà tôi làm việc và tôi đánh giá thì cái dòng máy nén khí cũ của Hitachi cái tầm cái kiểu như này chạy rất là tốt, thậm chí còn tốt hơn cả đời mới. Mặc dù là đời mới thì về cái mặt điều khiển nó hoành tráng hơn thôi, chứ còn cái điều khiển thì nó cũng không quá quan trọng đối với con máy nén khí này. Điều khiển hỏng tôi có thể là sử dụng một cái bộ điều khiển Hitachi hoàn toàn mới, nhưng mà về mặt kết cấu, thiết kế về mặt cơ khí thì tôi đánh giá rất là cao con máy này. Máy nó chạy cực kỳ là ổn định luôn. Đấy thì các bạn cũng biết rồi, về cơ bản một con máy nén khí thì cái trái tim của con máy nén khí đấy là cái cục nén trục vít này các bạn. Đây là cái cục nén trục vít, cái cục nén trục vít mà những cái đời mới bây giờ thì các bạn biết là để mà người ta đưa ra một cái sản phẩm mà mang tính chất là cạnh tranh thì người ta phải tiết kiệm rất là nhiều thứ từ cái nguyên vật liệu để sản xuất ra những cái thiết bị ở trong máy nén khí, thì người ta cũng tiết kiệm tối đa. Ví dụ như là về mặt nguyên liệu để đúc một cái đầu nén chẳng hạn thì người ta cũng tiết kiệm, rồi là bình chứa dầu, bình tách dầu, bề mặt dàn người ta cũng phải tiết kiệm những cái việc đấy để cho làm sao giảm cái giá thành sản phẩm. Đấy thì chính vì cái sự tiết kiệm đấy đâm ra là những cái chiếc máy mới bây giờ thì người ta thiết kế nó sẽ gọn hơn. Hai nữa là người ta phải tăng tốc. Cái thứ nhất là đầu nén trục vít nhỏ thì đương nhiên là phải tăng tốc cái tốc độ của cái động cơ lên để bù lại cái công suất, cái lưu lượng của cái đầu nén trục vít. Hai nữa là cái bề mặt dàn này nó cũng nhỏ hơn. Đấy, người ta thiết kế nhỏ hơn để người ta tiết kiệm vật liệu. Thì cái nhiệt độ dầu nó cũng cao hơn so với cái dòng máy bình thường này một chút. Đấy, thì hôm nay thì tôi giới thiệu cho các bạn đây là một con máy nén khí trục vít của Hitachi các bạn nhé. Hitachi 2 Screw. Tí nữa thì tôi sẽ đi vào từng chi tiết cho các bạn một. Đấy, thì cái này